Chào tất cả các bác, chào tất cả các anh em. Thì cũng rất là lâu rồi em mới có thời gian để lên video. Công việc cuối năm thì em có việc mồ mả bận rộn chút cho các cụ. Nay em có một ít máy điện 220 nhé. Máy mài, máy khoan bê tông và một số dây điện. Tất cả các mặt hàng ở đây là em bán chuyển khoản bao ship. Em bao toàn bộ cước phí và em bán là bán chuyển khoản. Bởi vì thời gian đến Tết là nó cũng không còn nhiều nữa. Em rất cần tiền mặt. Với hơn nữa là thời gian từ giờ đến Tết thì để mà bưu cục họ chuyển tiền cho em thì nó lâu lắm. Tất cả của em đây là điện 220 nhé các bác nhé. Điện 220. Đây em thanh lý con cưa lặng này. Hoạt động rất là ok. Rô rất đẹp luôn. Em đã tháo ra vệ sinh rồi, rô đẹp cực kỳ luôn. Chức năng là ok, cái này có cả đá lưỡi nhá. Thế nhưng mà mỗi một cái điều là cái gì đây? Cái đầu này nó mất cái lắp lưỡi rồi. Em thanh lý con này 300k nhá. Thanh lý cho các bác 300. Chuyển khoản bao ship. Con này là con số 1 đi. Số 1 nha các bác nhé. Cửa lặng. DCA nhé. DCA. Còn tương đối mới này. Sơn còn nguyên này. Thực ra thì cái đầu này các bác nào mà hiểu về cái cơ khí thì nó rất đơn giản thôi, bởi vì nó không phải là vòng quay mà nên là nó không cần phải cân tâm dữ dằn lắm. Đấy, các bác chỉ gia cố cái đầu để lắp cái lưỡi này vào thôi, nó cứ sọc lên sọc xuống này thôi, nó không cần phải cân tâm. 300k. Bác nào thì mua hàng thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 0326 106 122 và chuyển khoản cho em qua số tài khoản ở đây 2903 2051 94121, ngân hàng Agribank, thị xã Duy Tiên. Chủ tài khoản là em là Nguyễn Thanh Sơn. Số 2 này em có một cái dây nguồn dài 4,8 m, dây điện Nhật nhé các bác nhé, dây điện Nhật đấy. Đây hai lõi to này. Số 2 là 150k. Liên lạc nhé, không có xảy xước gì nhiều đâu. Số 3 là cái dây này là dài 8 m nha các bác nhé, 8 m, dây ba lõi này. Bác nào làm dây nguồn máy, dây cái này lắp được cả dây máy tiện luôn này. Nó bác mà lắp ba pha nhé thì cắt cái phích này đi, cắt cái đầu rắc này đi là nó sẽ ra ba lõi đấy. Lõi này là lõi dây mát này,
cắt cái đầu phích này đi là nó sẽ có ba lõi như này. Đấy là bắt đầu điện 3 pha, dài 8 mét nhé. Dây rất to đấy, dây này là 1 phân đấy. 250k. Còn dây này thì dài 2 mét rưỡi và 2 mét 6 nhá, nó trong cái khoảng đó. Đây này em ghi đây, đây như sợi này là 2 mét 6 này. Sợi này 2 mét rưỡi này. Đấy, dây to đều như nhau, hai sợi là 140k nhé, hai sợi dây nhật đầy đủ phích cắm nhé, dây đẹp liền lạc. Bác nào lấy một sợi cũng được, thì nếu mà lấy kèm với cái máy thì em sẽ bao cước phí được, chứ còn nếu mà lấy một sợi mà một sợi dây không thì em chịu. Còn em bán là hai sợi, mã số 4 này là hai sợi nhé, 140k. Số 5 là một cái khò tóc các bác nhé, dây dạ nguyên bản đây. Con này rất khỏe. Này là chỗ này là mấy là watt của nó này, 2800W này. Thương hiệu là Chao Ba này. Các bác nào gõ cái khò tóc Chao Ba thì biết. Hai chế độ nóng lạnh, nóng vừa và nóng mạnh này, và cái này là con nút ngắt nhiệt này. Ví dụ các bác đang bật như này, các bác muốn ngắt nhiệt thì nó ấn vào đây. Đấy, bây giờ là nó ra hơi mát này. Nút này là nút ngắt nhiệt nhanh. Một trăm hai mươi k vẫn bao cước phí vận chuyển. Các bác lưu ý này, em bán chuyển khoản nhá, chuyển khoản bao ship. Số 6, số 6 là của một con cắt gạch men hiệu FEG. Em đã thay cho các bác con ốc gen ngược này, ốc mới nhá. Và con ốc cũ đây, cũ nó đây thì em cũng để luôn đây cho các bác này. Để các bác bí thì sơ cua. Số 6 này 350k nhá, chuyển khoản bao ship. Bác lưu ý là máy hoạt động ok hoàn hảo nhá. Ba trăm năm mươi k chuyển khoản bao ship. Số 7 số 7 là một con máy mài. Con này nó rất là hiện đại, có cả cái chắn chắn bụi đây này. Đây này. Đấy các bác rút ra này là để vệ sinh. Hai bên đều có nhá. Và dây là dây dây Nhật nhá các bác nhá. Đây. Dây máy Nhật này các bác nhìn này. Dây quá đẹp luôn. Dây này, này nếu như mà em bán là nó phải vào cái này là vào 2m4 này, 2m4 này phải có 60.000. Em thay vào đây cho các bác, em cũng chỉ dám cộng thêm 20.000. Các bác lưu ý nhá, bán máy này bình thường em nó bán 300. Em cộng thêm 20.000 tiền dây của máy Nhật. Các bác dùng quá yên tâm luôn. Số 7 320k chuyển khoản bao ship.
Số 8. Số 8 là cái dây này đi theo máy đây này. Công tắc đuôi nha. Số 8 300k. Con này 850W. Máy rất là liền lạc. Số 8 300k chuyển khoản bao ship. Số 9. Số 9 là con máy này em đã thay dây cỏ máy Nhật vào rồi nha. Các bác nhìn cái phích cắm này biết này. Đấy. Dây này dây ba lõi đồng hoàng. Đây này, có cái dây xanh ở đây là dây mát này. Dây này là thương hiệu này, cái logo này là của Hitachi này. Bác nào dùng máy Nhật thì biết đây là logo của Hitachi. Số 9 320k. Chuyển khoản bao ship. Hai con này như giống nhau này. Đây, một cặp luôn các bác ơi. Con này là cái này là nó dính sơn nhá. Nó dính sơn vào đấy. Đây, một cặp. Giống nhau y chang. Số 7 và số 9 giống nhau. Bác nào mà dùng nhiều thì lấy luôn cả cặp. Số 10. Số 10 300k chuyển khoản bao ship. Con này em không nhìn thấy watt. 750W. 750W. Thương hiệu là Yamasu. Yamasu 300k số 10. Số 11. Ồ, con này nữa, con này cũng là một trong những bộ 3 rồi. 3 con 7 9 11. Ba con giống nhau, số 7, số 9, số 11. Đây, cũng có cái bảo vệ. Con này là cũng dây có máy Nhật rồi nha các bác nhé. Nhưng mà vì nó dính sơn đây này, cái đầu của nó em đánh đi đấy. Nó muội muội đen đen em đánh đi. Đây nó đen như chỗ này này. Em đánh đi. Đây này, nó giống như đây này. Đánh còn chưa hết nên em lấy các bác là 300k chuyển khoản bao ship. Số 12 là một con khoan bê tông. Con này hai chức năng rồi nha các bác nhé. Con này hai chức năng, một chức năng khoan gỗ và một chức năng khoan bê tông. Đây là khoan gỗ này. Có điều tốc nhá. Đấy, điều tốc đấy.
Đây là khoan bê tông này. Đấm thôi rồi luôn. Bác nào không cần dùng con nấc đục thì lấy con nào. Số 12. Khoan bê tông 2 chức năng 350k, chuyển khoản bao ship. Con này còn tương đối đẹp này. Số 13. Con này là em đã lắp dây máy Nhật rồi nha. Đây các bác nhìn. Dây máy Nhật, đây còn cả kẹp mát này. Dây này dây ba lõi này. Những cái dây mà nó có cái dây này này, dây mát này là dây ba lõi. Tất nhiên cái lõi đấy nó chỉ dành cho cái máy dùng đến dây mát thôi, còn ở Việt Nam mình thì không cần dùng. Con này là ba chức năng nhá, con bê tông ba chức năng. Có điều tốc. Đây là khoan gỗ này. Khoan bê tông này. Đục bê tông này. Có điều tốc các bác nha. Số 13. 470k. Bình thường em bán là 450k, nhưng mà vì lắp cái dây của máy Nhật vào em, dây này nếu em bán bình thường là khoảng 60.000, nhưng mà em lắp vào máy này thì em cũng phải cộng thêm cho các bác chỉ có 20.000 thôi, là 470. Chuyển khoản bao ship. Đây cũng là một cái khoan ba chức năng mà em cũng đã lắp dây của máy Nhật vào. Khoan gỗ đây. Khoan bê tông đây. Đục bê tông đây. Có điều tốc nha. Dây điện Nhật. Số 14. 470k, chuyển khoản bao ship. Số 15. Cái này cũng là dây của máy Nhật rồi nha các bác nhé. Em lắp dây điện Nhật rồi. Đây các bác chỉ cần nhìn phích cắm là các bác biết rồi. Đấy, dây thì nó cứ khoảng 2m4, 2m5. Thì cái con này nó hơi bẩn. Chức năng đầy đủ nhá. Khoan gỗ này. Khoan bê tông này. Đấm quá mạnh luôn. Đục bê tông này. Có điều tốc nhá. Nhưng đây này, các bác nhìn đây là bê tông nó dính vào. Đấy, em chả cậy đâu, bê tông. Dây điện Nhật rồi. Con này vì nó bẩn nên em tính các bác là 430k. Bác nào không chê bẩn thì mấy con này dùng cũng ok. Hoặc giả các bác về vệ sinh nó đi.
lấy cái mũi đục nhọn nhọn lên bẹt bẹt cái này, cậy cả nó ra. Số 15 rồi. Số 16. Số 16 là con này là đã lắp dây điện Nhật rồi nha các bác nhé. Đấy, dây điện Nhật phích cắm đây, liền luôn, dây ba lõi đây. Nó có cái dây màu xanh ở đây này, dây kẹp mát này. Con này là con có điều tốc, có đảo chiều nha các bác nhé. Đây là con gỗ này. Con bê tông này. Đục bê tông này. Đầu tóc này. Đảo chiều đây. Số 16 570k. Chuyển khoản bao ship. Số 17. Con này là dây nguyên bản của nó này, nhưng mà dây cũng rất dài này. Dây máy cũ của nó hơi sầy, sầy xước. Chức năng có đảo chiều nhá. Đây là con gỗ này, con bê tông này, đục bê tông này. Đảo chiều này. Có điều tốc, có đảo chiều. Số 17 550k. Chuyển khoản bao ship. Số 18. Con này cũng đã được lên dây điện của Nhật rồi nha. Đây em lắp dây điện Nhật rồi. Đây là đục bê tông này. Khoan bê tông này. Khoan gỗ này. Số 18 470k, chuyển khoản bao ship. Có điều tốc nha các bác nha. Số 19. Con này dây điện zin rất dài. Đây dây điện đây. Một búi luôn. Con gỗ đây. Khoan bê tông đây. Khoan bê tông đây.
bê tông đây. Thương hiệu đây. Số 19 450k. Chuyển khoản. Bao ship. Số 20 là con khoan này em đã lên dây điện Nhật nha. Dây điện Nhật các bác dùng thì quá ok rồi, nó nhún nhùn nhùn luôn nha. Mặc dù là ngoài Bắc này đang rất là rét. Bình thường thì rét là nó cứng lại, nhưng mà dây này nó không bao giờ cứng. Đục bê tông này. Khoan bê tông này. Khoan gỗ này. Có điều tốc các bác nha. Số 20 470k chuyển khoản bao ship. Thời tiết đang rất lạnh. Bác là dùng con máy sưởi này không em thanh lý? Bởi lý do là trước em không để ý mà nó bị mất một bánh xe ở đây này. Quá nhìn chưa? Đây. Có bánh xe như này mà bên này là mất một cái rồi. Con này là một con sưởi dầu nhé. Nên các bác dùng yên tâm, nó phòng khoảng từ 20 mét vuông nó đổ lại. Các bác cắm con này là quá tuyệt vời. Dành cho các cụ nghỉ ngơi trong phòng. Em đo cho các bác kích thước nhé. Nó vào 40 này. 40 41 gì đấy. 40 60. 40 60. 2000 W nhé. À có 3 chế độ. 800W, 1200W và 2000W. Điện 220V. Model là CS0920. Hôm trước là em bán là 1.200.000 này. Vì nó gãy cái bánh xe này là bác ấy lấy, nhưng mà nó không có bánh xe là bác ấy không lấy nữa. Em thanh lý cho các bác con này 900k. Các bác về tự xử 900k. Hoạt động bình thường cái máy nhá. Đây là máy sưởi nha các bác nhá. Máy sưởi chạy dầu. Cũng như là nhà cắm điện đấy, nhưng mà trong mà nó đốt bằng bằng dầu, không phải là bằng máy xo ấy đâu, nên là không sợ khô da, các bác yên tâm sử dụng. Con này mới nó mấy triệu, 3,5 triệu, em bán cho các bác 900k. Con này còn rất đẹp, em thanh lý 900k. Còn cái gì không, thanh lý nốt cuối năm. Cái gì không? Đây. Còn cái này thanh lý nốt. Còn kích này 2 tấn nhá. Kích 2 tấn các bác nhá. Đội gọi là đội cá sấu đấy, 2 tấn. Còn này em vẫn đang dùng đấy. Thanh lý cho các bác 800k. Em thanh lý 800k nhé. Em còn 3 cái liền nhau, 2 cái màu đỏ, 1 cái màu xanh. Đều hoạt động ngon lành. 800k chuyển khoản bao ship. Con này rất nặng.
Tiền cước phí, ui, cước phí vận chuyển cũng đã ống đòn. Rồi, video của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi. Bác nào xem kênh lần đầu thì nhớ ấn đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để mỗi khi em lên video thì các bác xem giải trí cho đỡ buồn. Không mua gì thì xem giải trí. Cần mua gì thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 0326 106 122. Đây ạ. Đây là toàn bộ thông tin liên lạc của em. Em số này em dùng Zalo và em không có, các bác không cần phải kết bạn, các bác gọi thẳng Zalo luôn. Em không chặn số từ người lạ nên các bác liên hệ trực tiếp. Cảm ơn tất cả các bác.